Tại sao người ta không chờ nhau nữa? Khi mà chúng ta bước ra xã hội, nó có quá nhiều sự lựa chọn. Lúc đó cái tâm hồn của mình nó bắt đầu biết tính toán rồi, nó không còn sự ngây thơ nữa, nên người ta thường không chờ nhau. Vì vậy cho nên tôi vẫn hay khuyên, mình có thể tính toán trong bất cứ trường hợp nào, nhưng riêng trong tình yêu, cố gắng sống thật với các sống thật một tí, ngây thơ một tí, sẽ có được cái tình yêu thật là đẹp. Bởi vậy tôi nói là nếu như có thể, hãy chờ.